Từ 0 giờ ngày 16 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh 6 hoạt động như sau. Shipper hoạt động liên quận huyện từ 6 giờ đến 21 giờ với điều kiện thực hiện xét nghiệm mẫu gộp 3 người, tần suất 2 ngày một lần. Bên cạnh đó, nhân viên doanh nghiệp cũng được thực hiện giao nhận hàng, song chỉ đi trong một quận huyện. Người dân vùng xanh được tập thể dục ở công viên nội khu nếu đảm bảo các quy định an toàn phòng chống dịch và tuân thủ 5K. Nhiều loại hình kinh doanh được hoạt động từ 6 giờ đến 21 giờ như dịch vụ bưu chính viễn thông, thiết bị tin học văn phòng, thiết bị dụng cụ học tập ăn uống. Các cơ sở kinh doanh này hoạt động theo phương thức 3 tại chỗ, chỉ bán hàng thông qua đặt trực tuyến. Ngoài ra các ngành nghề được mở cửa như hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, cơ sở thú y, bảo trì, sửa chữa công trình, máy móc thiết bị, phương tiện giao thông vận tải và cung ứng linh kiện, phụ tùng, phục vụ hoạt động này, sản xuất chế biến kinh doanh lương thực thực phẩm. Thí điểm thẻ xanh Covid cho một số đơn vị ở quận 7, Củ Chi và huyện Cần Giờ trong 2 tuần, cùng với thực hiện 5K và xét nghiệm kháng nguyên cho người dân. Công trình xây dựng giao thông được phép thi công trên cơ sở, tuân thủ bộ tiêu chí an toàn được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành. Người dân quận 7, huyện Củ Chi và Cần Giờ được đi chợ mỗi tuần một lần.